Các tin tức về tình hình an ninh trật tự và tội phạm sẽ tiếp nối tin nóng. Thưa quý vị, tại Bình Phước, Công an huyện Bù Đớp vừa thông tin nhanh đang tạm giữ chiếc xe ba gác cùng với 358,9 kg pháo lậu các loại và đồng thời đã tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm. Được biết, số lượng pháo khủng này đã được ngụy trang tinh vi dưới lớp phân bò, hồng qua mắt lực lượng chức năng. Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốc, phát hiện xe ba gác biển số 53V59752 lưu thông trên địa bàn thị trấn Thanh Bình có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, khi vừa dừng xe, tài xế điều khiển xe ba gác đã bất ngờ bỏ lại xe cùng hàng hóa chạy vào khu vườn cây âm tùm để tẩu thoát. Qua kiểm tra phát hiện xe ba gác chở số lượng lớn pháo các loại được ngụy trang dưới lớp phân bò Tiến hành kiểm đếm số pháo trên xe ba gác có 156 bệ pháo và 55 ống pháo với tổng trọng lượng 358,9 kg. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao phương tiện tan vật cho công an huyện Bù Đốt để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.